Xin chào mọi người, chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người mẫu laptop Panasonic CFXZ6. Đây là cái bản mà có bỏ SIM 4G, nano SIM ha mọi người. Mình nhét vô SIM qua bên này là có thể là mình sử dụng khi mà không có wifi á, thì mình sử dụng 4G ok ha. Mà đặc biệt cái bản 4G thì pin rất là trâu. Con máy này là pin của nó là phải trên 4 giờ nha mọi người. Thường thường là mình hay view cho mọi người là cái bản này là màn hình 2K, nhưng mà nó không có SIM thì nó thường thường nó chỉ tầm hơn 2 giờ. Nhưng mà này là 4 giờ, pin cực kỳ trâu luôn. Thật sự ai mà thích pin trâu á, không quan tâm tới cái ngoại hình thì lấy con này là cực kỳ ok mọi người. 2160 x 1440 nè mọi người. Đây là nó còn, mọi người thấy nó dơ, đây là nó còn cái tấm dán màn hình nè. Đây đó, khi mà lột ra là rất là đẹp nha mọi người. Ở trong á, mình đang nói là về cái phía màn hình đây là không có lo gì hết, rất là đẹp. Nhưng mà phản quang trên nền trắng thì không thể nào tránh khỏi được. Con này á, thì đây phản quang thì thường thường là nó hay phản quang ở viền á mọi người. Viền hơi khó thấy trên nền trắng, nền khác là hoàn toàn không thấy, không thấy hoặc là thấy rất là mờ nha mọi người. Không có sao hết, có thể là bật ra và tháo rời như máy tính bảng. Đây nè, mình bật ra và tháo rời ra nha mọi người. Đây, và mình giới thiệu luôn cái cấu hình của nó. Đây, i5-7300, RAM 8 và SSD là 256GB. Cái SSD này thì cái bản này là thường thường về là nó như vậy mọi người. Đây, nó máy là cực kỳ ok. Độ phân giải 2K thì mọi người thấy rồi, biết rồi. Cái màu sắc của nó rất là đẹp, tươi. Cái vỏ ở bên ngoài nó có chày xước, từ từ mình sẽ quay rõ hơn. À, nghiêng thì nó sẽ nghiêng như thế này nha mọi người. À, còn dập thì nó sẽ dập như thế này. Mà được cái là pin trâu, thích nhất là pin trâu mọi người. Pin trâu và có bỏ SIM. Mã A26 ở bên này thì phần phím nó cũng tương đối là sạch sẽ. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, dán vào là rất là ok luôn ha. Cái phần rà chuột đây mọi người, chỗ này thì nhìn nghiêng nó hơi mòn ha, nhìn trực diện nó như thế này nè mọi người nè, nó hơi mòn. Cái đây là hộp kim nhôm với ma nhê, cũng có khả năng chịu lực đó mọi người. Chất lượng đây là nó hơi mòn các góc khi mình gập xuống nè. Để mọi người xem cái vỏ ở bên này thì nó có trầy xước nha. Nói chung là cái vỏ thì xấu thôi chứ còn chất lượng là rất là ok luôn mọi người. Đây có trầy xước, trầy mòn như thế này, ở bên này cũng có trầy nè. Chày xước thì sẽ có giá chày, giá chày mọi người. Đây ha, cho dành cho những ai không quan tâm tới cái ngoại hình lắm, nhìn trực diện thì như nó xấu như thế này, không quan tâm tới cái ngoại hình lắm mà mình sử dụng máy ok, pin trâu để đi công tác hoặc là làm việc rồi đó. Có mòn đây nè, đã qua sử dụng rồi thì nói chung là có mòn và có xấu như thế này. Đây mọi người ha, có mòn và có xấu như thế này. Và mình về nhiều thì mình sẽ lựa ra tầm như thế này. Về cái loại mà hơi chày như thế này mình bán giá mọi người cực kỳ rẻ luôn. Pin trên 4 giờ, màn hình 2K, i5 Gen 7, RAM 8 SSD 256, tháo rời như máy tính bảng, nói chung là hoàn hảo hết, chỉ có cái vỏ là xấu thôi. 3.950.000 nha mọi người. Máy cực kỳ ok, pin ngon, kèm sạc zin. Sạc zin là xịn lắm mọi người. Sạc đây nè, cái sạc này bình thường thôi là mua đã rất là đắt tiền rồi. Đây nè mọi người, chính là sạc zin của Panasonic luôn á, từ Nhật về. Đây mình đang sạc cho máy, mình ngồi mình soạn máy ha. Mình giới thiệu đến mọi người là 3.950.000. Hôm nay mình ra đây mình quay cho mọi người thấy là mình gửi hàng cho mọi người thì cứ ngày nào cũng vậy, ai mà có cọc là mình sẽ có gửi thôi. Đây nè, có tên hết, có tên người thì 2-3 cái laptop, người thì 1-2 cái laptop. Đây mọi người nè, có đều có tên của mọi người hết á. Đây đều có tên hết nè, cái nào cũng vậy hết, đều có tên hết trơn á. Mỗi ngày là mình đều gửi và mình gói như vậy nha mọi người. Đây nè, rất là nhiều, đều là có gửi hết ha mọi người ha. Cứ ai mà cọc là đều có gửi hết. Mình quay vậy để mọi người yên tâm là cứ cọc là mình gửi thôi. Rồi, ông ra ngoài khoe cho mọi người một chút xíu, vô đây còn ở trên bàn nữa nè. Đó, ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.